nói nhưng mà bản thân mình cũng phải thực hiện đóng góp trước, thì người ta cũng thường thường nó hay nhìn vào những cái người bảo có uy tín và nhìn anh tín anh có làm không, thế như thế. Thế cho nên này cũng thế là nói nhưng mà làm thì cũng đi đôi với làm. Thế này từ đó thì người này tác động sang người khác nữa, là người ta cứ theo nhau mà làm ủng hộ thôi. Trước thì 1 HA thì chỉ được độ khoảng 40 triệu thôi, nhưng bây giờ lên đến hàng 100 triệu rồi. Thế cho nên là cái phát triển kinh tế là dân dân cũng đã nhìn thấy về cái vận động của chúng tôi là cũng có hiệu lực. Và cũng nhờ vào đó thì gia đình tôi cũng đã hàng năm thu nhập cũng bình quân đều đều, là cũng có đủ môi sinh trong gia đình, không khó khăn. Từ đó thì là bà con cũng nhìn vào là tấm gương của mình. Nói chung là mấy năm nay ở xóm cũng là rất tương đối, coi về an ninh là rất tương đối rồi. Mới lại là kinh tế thì nói chung là cũng chủ yếu về trồng cây và cây hồi, cây quế. Tôi cũng thường xuyên là tuyên truyền cán bộ hội viên cùng thực hiện các cái, thứ nhất là phải thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và giữ gìn cái bản sắc của dân tộc Sán Dìu.